Xin chào anh em đang xem và theo dõi kênh của Nguyễn Trung Audio. Hôm nay Nguyễn Trung sẽ giới thiệu đến anh em con DAT đến từ Mỹ, Mark Levison. Model của nó là 36. Thì con DAT Mark Levison này, nó có chuẩn của nó, cái chuẩn của nó là chuẩn HDCD, là nó lấy cái tần số lấy mẫu của nó là 20 bit và 48 kHz. Thì con này nó có những cái cổng digital là cổng AES giống như cổng ba lăng, và cổng coaxial, cổng optical. Cái đường analog out của nó thì bao gồm là cái cổng RCA và ba lăng, cho nên nó rất thích hợp với một số anh em nào mà sử dụng ampli có đường ba lăng in thì nó sẽ khai thác được hiệu quả hơn. Cái con này thì size của nó là size cũng khoảng cỡ 42 nha anh em. Thì cái size này là một cái size phổ thông, cũng dễ trưng bày. Và nói tới cái thương hiệu Mark Levison thì chắc anh em cũng khá là quen thuộc với nó. Và mình rất thích sử dụng những con giải mã cổ, bởi vì mình có thể kết hợp với ví dụ như con Riton BDB-1 làm cái điểm cuối Rune & Bond ha. Thì mình sẽ stream qua nó, mình sẽ xuất digital qua cái con DAT Mark Levison này. Thì chúng ta có thể nghe được nhạc số Music Silver thế hệ mới, nhưng chất âm của nó là những cái chất âm từ những cái thời CD, vì cái này nó sản xuất ra đó là cái con 36 là cái con giải mã, con 37 là cái con Trendbor CD đó. Thì để nghe được chất âm của con CD thì Nguyễn Trung thường tìm những cái con giải mã của CD, thì như thế thì nó mới dễ có một cái chất âm như mình mong muốn được. Rồi, để xem thêm những sản phẩm khác thì mời anh em vào trang web của nguyentrungaudio.com để anh em xem thêm những sản phẩm khác nha. Còn bây giờ mời anh em cùng với Nguyễn Trung nghe thử một bản nhạc test của nó. Rồi, đây là bản nhạc Nguyễn Trung sẽ test. Thank you.
cái video này thì Nguyễn Trung xin tạm dừng ở đây, và ở cái video tiếp theo thì Nguyễn Trung sẽ test một bản nhạc Việt, thì mời anh em xem thêm ở cái video kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong cái video tiếp theo nhé.